Và đây là Mazda 3 đời 2019, có giá là 518 triệu nha anh chị. Trang bị động cơ 1.5 nha, bảng sedan màu đỏ. Và xe mang sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, nếu mà anh chị thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tốn thêm 20 triệu nữa. Đây khoang máy cho anh chị xem nè. Đó, em quay chi tiết cho anh chị xem. Ốc chân máy là tất cả là xe bên em kiểm tra rất là chuẩn chỉ rồi. Không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước nha. Bao chị chết hẳn luôn. Đó, nếu mà anh chị nào mà lo lắng quá cứ đưa vô hãng chết kiểm tra đầy đủ. Xe thì luôn luôn đảm bảo, cam kết cho anh chị bằng biên bản nha. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì hãy đến xem xe, lái thử trải nghiệm nha. Còn giá cả thì còn thương lượng cho anh chị. Đó, có những anh chị nói là giá ngáo, giá này giá nọ, nói chung là 518 triệu thì bây giờ giá cũng tương đối rất là tốt rồi. Đó, anh chị nào mà thiện chí thì hãy đến xem xe tham khảo. Đi 39.000 cây, màu đỏ. Anh chị nào mà mê màu đỏ thì đến liên hệ cho Toán nha, qua số điện thoại 0933 993 122. Rồi em sẽ quay cái nội thất cho anh chị xem nè. Ở nội thất thì trang bị ghế da màu đen, lót sàn đồ sạch sẽ, có phanh tay điện tử nè, có chế độ sport, có ga tự động, có lẫy số thể thao. Đây là tapi nè, còn đẹp. Đi 39.000 cây, chiếc xe đẹp lắm. Cảm biến gặp mưa, cảm biến qua chạm trước sau, lắp thêm nha anh chị, cảm biến qua chạm trước sau. Cửa số trời nè, những chiếc xe có cửa số trời giúp cho xe nhìn nó đẹp lắm. Đó, thích nhất là chỗ này nè, nhìn nó đẹp, nhìn nó sang lắm. Cửa số trời thì giúp cho xe nó không gian nó rộng rãi, nhìn nó thoáng đãng. Ba gối từ đầu tới sau, ghế da mềm lắm chị. Xe này ngồi đi đường dài nó thoải mái cực kỳ. Đặc biệt có camera hành trình ghi hình trước sau luôn. Đó. Nội thất của Mazda thiết kế lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ có 518 triệu, trang bị 4 túi khí an toàn, phanh ABS, có cân bằng điện tử. Đây, biển thành phố Hồ Chí Minh nha. 51H07062. Có 4 cảm biến va chạm phía sau này, lipo đôi nè. Đó. Cảm biến va chạm trước sau luôn. Màu đỏ, anh chị nào mà mê cái màu đỏ thì đây. Màu đỏ còn rất là đẹp. Xe này chưa spa, chưa dọn dẹp luôn, đã đẹp như thế này rồi. Anh chị hãy tưởng tượng nếu mà dọn dẹp xong thì nó đẹp như thế nào nữa. Long lanh ngay, 4 vỏ còn gì cui theo xe. 39.000 cây, bảo dưỡng đầy đủ nha anh chị. Ở đây, chiếc màu trắng 2019 chuẩn bị giao nha, đang đi ký công chứng rồi. Đó, ký công chứng xong về thanh toán tiền là giao ngay luôn. 2019, biển thời Sài Gòn luôn. Đó, xe này bên em kiểm tra chuẩn chỉ rồi. 518 triệu. Xe đẹp, xe này là bao chết hãng luôn. Đó, anh chị nào lo lắng lăn tăn cứ đưa vô hãng kiểm tra. Đó, nội thất của Mazda đây, ghế da đồ sạch sẽ lắm. Keo này là ngay từ đầu tới giờ chưa bóc luôn nè. Và trước khi giao thì bên em xe nào cũng phải đảm bảo là thay nhớt máy, bảo dưỡng lại nè, thay nhớt máy, thay lọc nhớt cho anh chị. Anh chị mua về sử dụng thêm 5.000 cây nữa. Ghế lái chỉnh điện nha, bản 2019 mà có ghế lái chỉnh điện nè. Đó. Quá đẹp. Mazda 3 bên em bán rất là chạy, về chiếc nào là bán chiếc đó thôi. Đó, đây hai anh chị này mới đi ký công chứng về, chuẩn bị bằng giao xe. Đó, chuẩn bị nhận xe rồi. Em còn màu đỏ nha, 518 triệu. Anh chị nào quan tâm liên hệ cho Toán. Dạ rồi, cảm ơn chị xem video, xin chào, bye bye.